Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm mứt khoai lang. Mứt khoai lang đón Tết rất là dễ luôn á. Khoai lang thì dẻo ngọt nè, thơm béo bùi, ăn rất là ngon luôn, không hề bị ngán nha các bạn. Ai cũng làm được luôn á, dễ lắm luôn, mời các bạn cùng xem. Đây mình chuẩn bị khoai lang. Khoai lang này mình dùng 1kg. Thì mình dùng cái loại khoai lang bí đó, có cái màu vàng nha các bạn. Rồi đây là nước vôi trong, nước vôi ăn trầu á, thì mình sẽ dùng 1 muỗng canh. Mình pha vào đây là khoảng hơn 2 lít nước. Các bạn khuấy đều cho cái vôi này nó tan. Cái vôi ăn trầu này thì mình dùng nó cũng không có độc nha. Mình sẽ để đây 2 tiếng cho nó lắng trong. Rồi trong lúc này thì mình chuẩn bị thao nước nè. Các bạn gọt hết cái phần vỏ khoai lang. Đây cái khoai lang của mình nó có cái màu vàng. Cái khoai lang này đặc biệt rất là dẻo. Mình sẽ bào hết cái phần vỏ bên ngoài. Bào xong thì các bạn thả vào cái thao nước nha, để cho cái khoai lang nó không có bị ra mủ. Rồi mình cho vô thao nước luôn. Nếu như các bạn không cho vô nước thì nó sẽ bị ra mủ, thì nó sẽ bị thâm cái khoai lang. Rồi mình đã gọt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa sơ rồi mình cắt luôn. Khoai lang này thì mình sẽ cắt khoanh. Mứt khoai lang thì mình sẽ cắt khoanh, cắt lát mỏng mỏng, hoặc là các bạn cắt sợi cũng được nữa, cắt khúc á. Đây mình sẽ cắt như vậy nè, nó vừa thôi à, nó mỏng mỏng, đừng có quá dày nha các bạn. Rồi mình thả vô thao nước trở lại. Đây mình đã cắt xong rồi nè các bạn, có miếng lát mỏng và cũng có dạng sợi nữa nè. Rồi mình sẽ vớt nó lên cái gỗ luôn. Các bạn không cần rửa lại. Các bạn không cần rửa lại ha. Mình vớt nó lên luôn nè. Rồi mình thả vô cái thao. Quay qua cái nước hồi nãy mà mình lắng cái nước dôi đó. Đây mình lắng nãy giờ 2 tiếng thì nó cũng trong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước ở trong ở trên mặt thôi à. Còn cái nước đục ở dưới thì mình bỏ. Các bạn cho vào đây khoảng hơn 1 lít thôi. Rồi mình cho bao nhiêu đây là được rồi nè. Cái phần nước đục ở bên dưới mình bỏ. Và nó ngập cái lát khoai là được rồi. Bây giờ các bạn sẽ để ở đây. Mình ngâm cái nước dôi này là khoảng 4 tiếng ha. Sau 4 tiếng rồi nè các bạn, cái khoai của mình nó cũng ra cái màu đục đục rồi nè. Lúc này thì cái khoai nó rất là cứng. Cái nước dôi này mục đích là nó làm cho cái khoai của mình nó cứng đó, khi mà mình sên nó không có bị gãy. Đây nó có cái độ cứng nè, và dẻo nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi xả cho nó sạch. Các bạn sẽ xả khoảng 5-6 nước vậy đó nha, cho nó thật là sạch cái nước dôi luôn. Đây mình đã xả sạch rồi nè các bạn, mình sẽ để cho nó ráo nước. Rồi mình sẽ đi cho vô cái thao để mình ốp đường luôn. Với 1kg khoai lang thì mình sẽ dùng 400g đường. Mình dùng thêm chút xíu muối nữa. Có muối thì cái mứt của mình nó ngon lắm. Rồi các bạn trộn đều ha. Mình trộn cho cái khoai lang nó ngấm đều cái đường. Rồi mình sẽ để ở đây khoảng 2 tiếng, hoặc là các bạn để đến khi nào mà nó tan hết đường á. Đây cái khoai mình để hơn 2 tiếng luôn nè, nó tan hết. Cái đường bây giờ nó đã thành nước rồi nè các bạn. Cái nước nó sệt sệt. Rồi mình sẽ đem vô cái chảo mình sên mứt luôn. Các bạn cho hết vô cái chảo nè. Rồi lúc này thì các bạn bật cái bếp lửa lớn luôn để cho nó mau sôi. Khi cái nước của mình nó trong cái chảo nó đã sôi tim lên nè các bạn. Nó sôi mạnh rồi đó, mình lấy cái giá mình đảo đều.
Các bạn đảo cũng mình đảo nhẹ nhẹ qua thôi, chứ không cần phải đảo nhanh đâu nha, nó bể khoai. Đây các bạn, mình đảo hồi nãy giờ cũng được 15 phút rồi đó, cái nước đường nó đã sệt lại rồi. Lúc này các bạn sẽ hạ lửa thiệt là nhỏ luôn nha, và mình đảo đều tay. Cái khoai của mình bây giờ nó không có bị bể nữa đâu. Rồi các bạn dùng hai cái sạn nè, mình xóc cho nó đều. Mình xóc để cho cái đường nó áo. Đó, cái đường của mình nó đã có cái dạng keo sệt rồi đó. Các bạn để lửa thiệt là nhỏ luôn á, thì cái đường nó áo, nó không có bị khét. Đây, mình xóc một hồi thì nó bám lại như vậy nè các bạn. Cái đường nó bám như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ống vani cho nó thơm. Rồi tiếp tục các bạn sẽ xóc đều. Đó, mình xóc làm sao mà cho nó áo như vậy là được rồi. Mình sẽ tắt bếp ha. Rồi tắt bếp thì các bạn cứ xóc tiếp luôn, rồi mình hả đổ nó ra. Mình cho nó ra có cái gỗ để cho cái phần đường ở dưới nó rớt xuống. Đây mình đã cho ra hết rồi nè các bạn. Cái miếng mứt khoai lang rất là ngon ha. Đây cái cọng nè. Đây là cái lát mỏng nè. Các bạn thích làm loại nào thì mình làm loại đó để mình ăn ha. Rất là ngon luôn. Đây mình đã để cho nó nguội rồi, mình cho nó ra dĩa nè các bạn. Đây một cái miếng mứt khoai lang. Đó, ở bên ngoài nó áo đường cho nên nó cái miếng mứt mình thấy nó hơi trắng, nhưng mà bên trong thì nó vẫn giữ nguyên cái màu vàng của khoai lang. Ăn vô thì nó dẻo nè, ngọt nè. Đặc biệt rất là thơm cái vị khoai lang luôn. Rồi ngon lắm luôn các bạn. Ngọt, dẻo, thơm cái hương vani nữa. Đây là cái cọng nè. Đó, bên trong rất là dẻo. Cái mứt khoai lang này nè các bạn. Các bạn ăn đi, không có bị ngán đâu. Mình ăn hoài được hoài luôn á. Rồi nó dẻo ngon thấy sợ luôn. Hồi nhỏ mình thích cái món mứt khoai lang này dữ lắm, bây giờ cũng thích luôn. Rồi nếu các bạn có thích cái món mứt khoai lang này thì hãy vào bếp mình làm nha. Để đón Tết mình làm tại nhà thì ăn nó sẽ ngon miệng hơn là mình mua. Rồi nếu có thích video của mình thì nhớ đăng ký kênh nha các bạn, ủng hộ mình, bấm vào cái chuông nữa nghe để nhận video mới mỗi khi mình ra thông báo. Cảm ơn các bạn.